Rồi hôm nay cho Ba Phi chào tất cả các bạn buổi sáng nha. Nay Ba Phi có một cuộc hành trình đi qua Tân Phú Đông nha các bạn. Nay hành trình mình qua bên nhà của chị anh hai kết nghĩa bên Tân Phú Đông, Bến Hòa Bình Ninh. Đây là nhà của chị và mình mới vừa qua tới nè. Giờ cuộc hành trình mình chuẩn bị bắt đầu nha các bạn. Chờ xem coi mình hành trình đi làm những gì nha các bạn. Rồi, chào Rồi các đi. bạn, giờ mình đi dỡ lợp tôm càng nha các bạn. Buổi sáng này hành trình là sáng giờ mình qua sớm mình dỡ lợp ra đặt đặt tôm càng nha của Út Ninh. Út Ninh này đặt nè, giờ mình qua mình đi dỡ nó không dám dỡ lạnh quá sáng sớm. Rồi giờ các bạn theo hành trình đi dỡ lợp tôm càng nha. Đây là cái cống. Tay quẹt cầm. Để cái này từ từ cho bước dưới mình bước trên á rồi rà rà đi có cây trên á này là cái đầu tiên nha các bạn có cây rút cái cây lên nè rút cây trước rồi rút lại lên gì vô dụng cái cây ba chết rồi. U dính như dính đặt tôm càng mà dính cá các bạn ơi dính cá bóng quá đã luôn giờ nó ăn rồi đặt tôm càng dính cá bóng nó ăn cái gì nó ăn con sừng dơm này. Này là cũng ngon rồi kệ đặt tôm dính cá bóng bự các bạn đó cá bóng hết hộp rồi không bạn cứ tạo kênh đi rồi mốt anh về anh tương tác với mấy bạn nói chung mấy mấy kênh mà anh đang giao lưu anh kêu giao lưu với em nha cho yên tâm rồi trời ngọn nè anh đang cần đá banh lên không nè mà tôi ông thì mỗi người sẽ thích chứ như trời mỗi người ghen vợ cái gì em dụng lập cái này bắt cá này bắt cá không có được để chút về rồi mình tổng tổng kết nó lại dạ để chút về là bỏ tổng. Vô ấy nè đi bông quá đã luôn đây là cảnh vườn xung quanh hết nha các bạn đây là miền tây miệt vườn nha chứ không phải miền tây sông nước nha các bạn nước hết chạy rồi có hôm nay là cuối năm rồi nước đông rất lớn nha các bạn mình bay qua bển nha các bạn làm siêu nhân tới bạn bay qua cái là lọt bạn bay qua đây nè mấy cây đào đó có cái đây có cây dừa này đi qua đu cây dừa đó nhổ cây lên ờ có cây dừa đó đi qua hoàng làm siêu nhân cái anh hoàng ra là làm siêu nhân rồi là lọt luôn xuống dưới đây luôn hỏng luôn tắt nha không cứ để đi ấy cứ quay vô đi
22 con có hàng nha các bạn ơi. Đúng rồi, thứ thơm càng thiệt chứ. Quá đã các bạn, này cái thứ hai các bạn. Cái vừa này mình đi không được mình phải tụt gì nào. Trời ướt hết bộ đồ các bạn ơi. Sáng lạnh tay mua đi luôn. Đó, có hàng các bạn. Thứ này là phải vậy đó. Giờ mình nhảy hết được phải lội qua luôn rồi. Chết mẹ. Thấy rõ con tôm không? Cái này được hai con nha các bạn. Quá đã. Mình đâu ta? Nó đơn giản vậy mà có ta. Ninh ơi, đó đây là vườn dừa sông nước rồi không các bạn, mương hào đâu không à, miệt vườn nó phải vậy á. Ủa đánh đâu chị hai? Này là đặt bằng mồi gì? Ủa cái đàn đính nó đặt bằng mồi gì chị hai? Này là đặt bằng mồi sùng sùng rơm nha các bạn. Nè con sùng rơm nó treo ở ngay này các bạn. Này đặt bằng mồi sùng rơm nha các bạn. Có hai con. Quá ngon luôn, vậy là thiệt còn ngon hơn đi chài nữa. Rồi tới cái tiếp tục cái thứ ba, cái đầu tiên dính cá, cái thứ hai là dính hang tôm các bạn. Để đây đi, bỏ vô. Nè các bạn, đó cái thứ hai nha. Nhỏ cái đi dọc ra quán tôm bự có ai vậy không? Quá đã luôn. Tắt nha. Này giờ mình kiếm sùng rơm để đặt tôm cạn nha, tiếp nha các bạn. Để đi. Có dao bữa đó. Lấy chân rà rà tới đây. Đây là cái thứ ba các bạn. Rút cây nè. Có không? Đâu thấy đâu. Đó mẹ.
cây luôn, sao không đụng lợp đó. Lấy chân đà đà coi. Có không? Xích đà sao ơi, xích đà sao. Không, mấy anh kia kìa, xác mấy bà mấy anh kia kìa. Ờ đúng rồi, đụng á. Có không? Đây cái đống này luôn mà không đụng lợp đó. Có à. Ngon à. Lấy có hàng ơi. Có hàng các bạn. Lấy có hàng nha. Rồi cái câu sùng còn không? Ủa, mày vô trúng bánh luôn các bạn ơi. Ba con. Quá đã, nên quá hay nên ơi. Lại đưa tay đây cầm. Ba con các bạn. Cái nhỏ hơn hết lớn rồi. Đặt lại cỡ nhỏ. Rồi có ở đâu? Rồi đâu nữa? Đi đổ bắt tôm ra trước đi. Để lại làm. Bỏ đi. Ngon bạn tao. Tao. Giấu lọt. Dạ. Ba con các bạn. Xứ này là tôm là các bạn là khỏi lo đi. Bánh bánh bịch bánh bao ra nè. Quá thiệt. Quá đây. Sướng 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 đó. Kèo lên đứng kèo qua rồi nhỏ được rồi. Nó có ngay chỗ bụi rác á. Không biết có mà cái này cũng đặt lâu rồi. Đó chứ. Đúng chưa? Đúng rồi. Sướng sướng ngay. Có không? Có được. Có chồng đỡ không phải vậy á. Tôm nhỏ à. Nhỏ. Phải chừng cây nha. Sáng sớm qua mà em Linh nó bắt mình lội xong rồi các bạn làm teo uri luôn. Cái này cũng có hàng luôn nha các bạn, mà từng một con. Tôm nhỏ. Mì nướng này đặt cái hết, em đặt cái hết. Nó xong rơm á. Ai đi vậy cái này để dò chỗ khác đi. Dò chỗ nào ngon ngon. Xa chút xíu nữa. Quả đây đi. Cái thứ năm các bạn. Này chẳng có à, chẳng có này không có à. Hên xui. Nó mò cậu nguyên. Bỏ đi. Đây. Đây làm tức lớp các bạn, tại hôm bạn mình nó ăn nó ỉa rau. Rồi lắm đi nó lên. Được chưa? Được rồi. Không à. Tôm càng. Bỏ làm đi đặt lại chứ không vào vị trí hả? Xích đẳng, đặt xích đẳng. Qua đây đặt hai con bự kia luôn. Cái này đặt con con. Qua vô mắt kìa. Bởi vậy chưa vô nghề rồi. Yeah, yeah. Còn đâu nữa? Cái này ở trên bờ nhỏ không được đâu. Đừng đạp vô á. Rồi. Xác xác mé luôn. Nhổ cây trước đi, nhổ cây. Cành. Là em lại đặt hết rồi. Khui hàng coi. Khui hàng các bạn ơi. Vô bánh cái rồi. Có hàng nha các bạn. Hai con đang chà bá luôn các bạn. Quá đã luôn. Sướng sướng.
Wow, các bạn thấy không? Nhảy sơ sối trên sông chất lượng luôn nha các bạn. Quá sướng luôn. Đâu ăn mồi đâu, nước cuốn vô. Một con. Hai con nha các bạn. Cái này hai con cái thứ bảy nha. Bây giờ mình dở xong rồi để chiều đặt tiếp nha các bạn, để lợp đây chiều đặt tiếp. Trước quá cái thứ bảy đi đi các bạn. Không quay luôn đấy, đợi đặt tôm cũng vất vả các bạn, phải lội băng mương vượt xong rồi các bạn, vô rừng đồ sáng mình lội giờ mình mấy cái bộ đỡ ướt nhem. Đi theo lên giỏ luôn các bạn. Để mất công các bạn coi, các bạn là mình dựng cảnh thế này thật tế nha các bạn, chứ không phải dựng cảnh đâu. Đây là mình tay miệt vườn xong nước không các bạn, này gạch xong rồi không à. Có hàng luôn các bạn, có tôm luôn nha các bạn. Em cầm cho. Mày thấy không? Đó, còn nhỏ rồi các bạn. Còn nữa không? Còn nữa không Linh? Ồ mới có 8 cái mà. Ồ gì, còn cái đâu nữa? Đó, vẫn có hàng các bạn, kệ có chồng đỡ hơn rồi nhé. Đi ra ngoài bắt. Đó. Vậy cái này người ta đem ra cái đường nước ngoài kia đi. Đường nước ngoài đây cũng có đó. Kệ biết đâu được mà hả mày, nên chưa đặt mà phải không? Chỗ này rồi nó cũng tuôn ra đây cho. Ủa mà này nó đi ăn nước lớn hay là nước rộng? Lớn. Ăn đêm không ạ? Đi ăn đêm không? Tôm càng này ăn ban đêm không hả? Mà sao cái mồi sụp rơm để nhả dưới người ta? Anh cũng mới biết lần đầu luôn á. Chùm heo. Gì? Giờ đi về con cái cuối cùng ở nhà nha các bạn. Về cái cuối cùng xong rồi mình tổng kết lại. Đây người ta quét mộ ăn Tết rồi đó các bạn. Đây là cá hôm sau nó ở nhiều lắm các bạn. Mưa này mà nước cạn cá hôm sau nó ở bãi đây không nha các bạn. Cá hôm sau bữa hôm cũng có clip làm cá hôm sau các bạn. Các bạn chưa coi clip đó vô cái danh sách của video của mình đó. Buổi sáng miệt vườn. Ở đây trồng dừa không nha các bạn. Dừa mương sông nước không à. Đứng mé này nghĩ lên không có cây đâu. Dạ dạ. Ừ, cái cuối cùng nha các bạn. Đó bật dừa đây hả? Ừ. Sáng mấy này hả? Không, ngay ngoài đây. Ừ, chồm nó vô, coi chừng ra tôi hú á. Nhẹ thôi, ừ, nó bốc ra được rồi. Có cày không? Không. Cái này thấy heo quá nè. Kệ nó. Đặt mưa nhà, mình đặt chi mưa nhà để cho nó ở. Không biết có không mà ở. Có thấy bún gì không? Không. Có con. Có không? Con rạm.
Rạm á, rạm vô ăn. Rồi mất tiêu sườn rơm mà không có ăn gì đó. Thôi vô, dạ. Rạm vô ăn. Cái cuối cùng không có luôn. Cái cuối cùng rất mất rồi các bạn, dính được con rạm. Rồi buổi sáng hành trình của ba anh em mình tới đây. Dở tin. Chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy hay ủng hộ bằng mình cắt nhấn subscribe là like chia sẻ các bạn. Để cho kênh Ba Phi Mặt Vườn có động lực làm ra những video nói về miền Tây sông nước các bạn. Trải nghiệm cuộc sống đời thường. Dân dã. Đổ là thao nè. Dư rồi lấy lại vốn mà quá nhiều rồi. Này là như đây cũng đủ lấy lại vốn nè. Nè các bạn thành quả của mình là buổi sáng đặt như đây các bạn. 10 cái lợp nha, đặt bằng máy này con cá dừa đã quá các bạn. Thiệt chứ cá dừa này cũng quá ngon, có ba cái này cá dừa gọc nha các bạn. Có được cá dừa. Đâu để đếm coi bao nhiêu con. 1 con, 3 con, 4 con, 5 con, 7, có thể là 11 con nha các bạn. Con bự nhất. Thành quả là buổi sáng vô đây nè, 10 cái là 19, 11 con nha các bạn. Đây là xíu tôm nè các bạn, là khỏi lo đi. Xem đây, rộng đi. Tôm này là tôm tự nhiên luôn. Rồi tới đây kết thúc video các bạn. Hành trình đi sáng mình qua đây mình dở lợp đặt tôm càng tới đây là cũng tạm dừng cái cuộc hành trình đi dở lợp các bạn. Nè là cái này hổm rạn nên nó đặt rồi các bạn. Đây nè là hổm rạn mình, tại vì hổm rạn nên nó đây nó đặt trước nha các bạn, tại vì mình mới qua bữa, tại hổm rạn mình mất đi làm nó kêu mình qua sớm nhưng mà mình công chuyện mình làm quá bữa nè nó đặt được như đây các bạn. Đó các bạn thấy không, xứ này mà đặt tôm vậy đồng ý tôm nhỏ mà ngon các bạn, tôm sông đàng hoàng nha, quá nhiều luôn thiệt. Nó bỏ vốn là có 100.000 mua cho 10 cái lợp mà đặt hổm rạn nó bán cả triệu bạc rồi các bạn, nghĩ coi có lời hay lỗ. Bỏ có 100.000 mua 10 cái lợp mà đặt nhiêu đây tôm nè, bán cả triệu bạc, hỏi gì sao xứ sao chịu nổi thiệt chứ, mà nó đặt tôm càng mà xúc phạm tới người coi luôn á. Rồi tắt đi, kết thúc đi.